Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha anh em ơi. Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi trưởng lão của ban hội AC anh em xem tiếp tục. Đây anh em. Độc cô của bài này, trưởng lão cấp 156. Đó. Hiện tại thì đang top 2 server, đang top 2 server anh em. Đang top 2. Và đang sở hữu mình một set định quốc 50 30 nón. Áo 50, ui, ngon này, mắt bình hết này. Nón, áo, đại lưng 73, quá đẹp. Đôi giày 45, 96, ui, 45 mắt bình như giỏ đang luôn rồi. Sinh lực cao 196, sinh lực cộng 186, 50, áo phục hồi 50. Nón 30, 31, 39, trời ơi. Xếp đường quốc này có vẻ như là gần tương đối là mắt bình rồi nè. Áo với nón là mắt bình rồi, bao tay nữa nè. Thiếu có đại lưng nữa, 80 nữa là mắt thôi, đó, thấy chưa. Thiếu đang lượng 80 nó là mát thôi. Hơi canh nha. Tính là set đồ này Khải không biết bao nhiêu, nhưng mà Khải người set đồ này chắc trên dưới phải 5 triệu nè. Set này định quốc mắt pin rồi mọi người. Trên dưới 5 triệu không biết đâu. Rồi. Bèo lắm, phải từ 3 triệu rưỡi đến 5 triệu nè. 3 triệu rưỡi đến 5 triệu cái set này. Mắc nhất là đai lưng nè. Ở server này á, mắc nhất là đai lưng nè. Mắc nhất là đai lưng nha mọi người. Đai lưng tìm hồng rai nè. Tất cả những món như bao tay, bao tay thường nha, không nói bao tay mát nha, cái này là mát nha. Bao tay thường này, nón thường này, áo thường này, giày thường này, thì có thể anh em đi click shop ở Tương Dương rất là nhiều người bán đó. Nhưng mà đặc biệt một điểm là cái đai lưng này không bao giờ có để mà mua. Đai lưng này chỉ có thể sang boss đại cũng như là sang những cái lệnh bài boss trong event anh em thì mới có được nha anh em. Đó. Game này của cô phải không? Không không anh Huyền Nguyễn ơi, game này của Adel Hòa tem Võ Lâm Cần Chiến Sư anh. Server này S6 anh ơi. Server này S6 anh ơi. Đó, đẹp chưa? Đó, còn món cái này mát là tìm rất là khó nè. Những món mát 50 này, 30 này, sinh lực cộng này, 50 này. Đó, những món mát như thế này rất là khó nha nè, rất là khó tìm nha. Rồi, tiếp tục. Dây chuyền kháng tất cả 18, kháng lôi 15, sinh lực 156. Wow. Má, dây chuyền đẹp dữ trời. Mát pin hoàn toàn luôn nè. What the hell. 18, 15, sinh lực 156. Quá đẹp luôn. Cái vũ khí lôi sắc một công 186, phát sáng một cây kích phát sáng màu vàng. Lôi kích lôi sắc 186. Cái kích này cũng trên dưới hơn khả nghĩ chắc tầm 1 triệu hơn. Đó. Gia chiên này 18, 15. Đẹp, quá đẹp, đẹp hơn cả gia chiên thiên hạ vô tình. Sức lực cao vãi nồi, do giờ đang rồi chứ. Tính ra gia chiên là khả nghĩ chắc cũng hơn 5 đến 7 triệu nè, hơn 5 đến 7 triệu ấy. Thằng đẹp quá. Hello trái tim băng nha em ơi. Tiếp tục đến một con nhẫn kháng lôi 30, sinh lực 96. Nhẫn 2340, sinh khí 10, sinh lực 101. Wow. Má xếp đồ đẹp quá, đẹp quá. Cái nhẫn này cũng bèo bèo lắm, cũng tầm vài triệu nè. Ít nhất phải 2 đến 3 triệu. Nhẫn 2340, sinh khí 10, sinh lực 101. Trên dưới 10 triệu nè. Ui, trên dưới 2 đến 3 triệu nè. Nhẫn này ít nhất phải 2 đến 3 triệu. Quá đẹp. Ok, nhẫn túi. Xong anh em ơi, xong vượt ái này, tiếp tục này. Cho anh em xem tiếp tục là ngọc bội. Ngọc bội 540, sinh lực 160. Và sở hữu một con thối phiến tay vượt bông tiêu, kháng tất cả 7. Con ngựa này thì Khải cũng có soi nhiều video cho anh em biết rồi. Ngựa này trị giá tầm 25 triệu quay đầu anh em. So với thời hiện tại bây giờ nha. Thì lúc trước mua bao nhiêu Khải không biết, nhưng mà so tới thời hiện tại bây giờ thì con ngựa này nằm ở giá tổng tầm 25 triệu trở lại nha anh em. 25 triệu trở lại nha anh em. 25 triệu trở lại con này. Rồi set đồ này tầm 5 triệu nữa đi, cũng tầm 30. Giờ chiền nó cho 4 triệu đi. Cái này nữa 5 triệu đi. Chung là set đồ này nhiều đây không là hơn 35 triệu rồi. Set ông bang, quên set định quốc lại con ngựa này. 30 với hàng vũ khí với giờ chiền là 5 nữa 35. 35 với ngập bội thì cũng khá là tầm này thì khá là rẻ thôi. Ngập bội này cũng tầm gần 1 triệu quay đầu thôi. Nhẫn này tầm cho 3 triệu đi. Set đồ này tổng trên dưới gần 40 triệu nè. Set đồ thôi nha. Set đồ này tổng trên dưới gần 40 triệu nha mọi người. Tầm 35 đến 40 triệu nha nè. Đẹp quá. Giỏ đang trâu kinh hồn, ông này trâu lắm nè mà. Đừng mô mà sấy không chết mà, anh em hiểu rồi. Khải gặp ông trong tống kim nè. Sấy ông cỡ nào cũng không chết. Hiện tại đang sở hữu 80 thời gian chúng độc. 93 chứ. 93 thời gian chúng độc. Đó. Và 40 chón. 40 chón này nè. Và 95 chậm. Ok chưa?
Rồi, anh em thích soi đồ cao thủ nào nữa thì cứ comment rồi Khải sẽ soi tiếp cho anh em xem nha. Anh này đang top 2 nha anh em. Cũng là trưởng lão của bang hội ACE nha. Đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ nha.